Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt QS 1040. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2020. Video được thực hiện tại tiểu bang Cali. Video này mang tựa đề là tiểu bang nào chưa đã và sẽ nhận $300 từ Pima. Đây là cái video mà chúng tôi cập nhật thông tin về những cái tiểu bang sẽ nhận tiền từ Pima 300 hay là chưa, hay là đang apply vân vân, mà chúng tôi đã thực hiện ở những video trước. Hôm nay là ngày cập nhật 26 tháng 8. Tuy nhiên vì có một số các bạn mà quý vị comment về hỏi khá nhiều câu hỏi liên quan tới cái 300 tiền từ Pima này, cho nên thay vì như thường lệ chúng tôi sẽ cập nhật ở phần đầu của video và sau đó thì mới góp phần giải đáp một số câu hỏi mà quý vị và các bạn muốn tìm hiểu. Nhưng mà vì để tiết kiệm thời gian mà có nhiều quý vị và bạn thì là muốn biết rõ ngay cái tình trạng liên quan tới mình á, cho nên là hôm nay chúng tôi làm ngược lại chút xíu, là cái phần đầu chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi liền, rồi phần thứ hai sẽ là phần cập nhật các cái tiểu bang nào chưa đã và sẽ nhận $300 từ Pima. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu cái phần đầu tiên. Thì hiện nay có nhiều quý vị hỏi thì hỏi một số câu hỏi liên quan tới cái số tiền được $300 được cấp từ Pima. Thì trước tiên nói cùng quý vị á, cái chương trình này gọi là cái chương trình hỗ trợ tiền lương bị mất, mà cái tên tiếng Anh đó là LWA, và được sự ủy quyền từ Tổng thống, và thông qua sắc lệnh của Tổng thống thì cơ quan Pima tiến hành cấp $300 hàng tuần cho người trợ cấp thất nghiệp và cấp về tiền về cho các tiểu bang. Rồi từ đó tiểu bang mới sắp xếp lên kế hoạch để mà trả cho người nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại tiểu bang của mình. Cái tinh thần chung là như vậy. Thì cái câu hỏi thứ nhất mà rất là nhiều quý vị hỏi là cần làm gì để nhận được cái $300 từ Pima, và bao lâu thì bắt đầu nhận, và nhận được trong bao nhiêu tuần. Đó thì là cái câu hỏi mà lớn nhiều quý vị hỏi nhất. Thì để trình bày cho nó dễ đó, chúng ta biết là cái sắc lệnh tổng thống đó, là trợ cấp thất nghiệp tiếp tục là $400 một tuần cho một người, và Pima tức là từ liên bang sẽ cấp $300 và tiểu bang sẽ trợ cấp thêm $100. Cho nên hiện nay có một số tiểu bang thì họ đồng ý cấp cho người nhận trợ cấp thất nghiệp là $300, đa phần như vậy. Vì họ nói là cái khoảng $100 mà họ chịu nhiệm thì họ không có tiền, không có ngân quỹ để mà phát. Và thì cũng có một vài tiểu bang thì chấp nhận trả cái $400 này. Cho nên để cho tiện trong quá trình trình bày thì chúng tôi chỉ nói là cần làm gì để nhận $300 thôi ha, không nói 400 nữa thì nó nghe nó lồng vòng quá. Rồi, bây giờ cái câu trở lại câu hỏi đầu tiên là cần làm gì để nhận được $300 từ Pima, bao lâu nhận và nhận được trong bao nhiêu tuần. Thì cái điều kiện để nhận $300 theo hướng dẫn của Bộ Lao động là bạn phải nghỉ việc vì đại dịch, hay bạn bị giảm giờ làm việc do ảnh hưởng của đại dịch. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là cái WBA, hay người ta gọi nó là cái tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại tiểu bang của quý vị. Quý vị phải nhận được ít nhất là $100, có nghĩa là từ $100 trở lên thì quý vị mới được tham gia vào chương trình nhận $300 từ Pima. Xin nhắc lại, rất là nhiều quý vị đã hỏi đi hỏi lại mà chúng tôi đã trả lời nhiều rồi, nhưng mà chúng tôi xin trả lời lần này rõ hơn là cái điều kiện để nhận $300 từ Pima là quý vị hay các bạn phải nghỉ việc vì đại dịch, hay bị giảm giờ làm việc vì đại dịch. Và thứ hai là cái tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại tiểu bang của quý vị phải ít nhất từ $100 trở lên thì quý vị mới được tham gia vào cái chương trình nhận $300 này. Rồi, cái câu hỏi là bao lâu thì bắt đầu và nhận được bao nhiêu tuần. Cái bắt đầu á thì theo cái thông báo chung của Bộ Lao động, nó sẽ bắt đầu từ sau cái ngày 25 tháng 7, và tiến tới tạm thời là cấp trước 3 tuần.
Như vậy thì cái tuần thứ nhất chúng ta sẽ hiểu sẽ bắt đầu từ 25 tháng 7 tới 1 tháng 8. Chúng ta suy tiếp tuần thứ hai sẽ là từ 2 tháng 8 tới 8 tháng 8. Và tuần thứ ba là từ 9 tháng 8 tới 15 tháng 8. Như vậy cái khoảng thời gian từ 25 tháng 7 cho tới 15 tháng 8 là vừa đúng 3 tuần lễ để quý vị có thể nhận được tiền từ Pima. Và mỗi một tuần như vậy, quý vị nếu quý vị là người hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đủ điều kiện, quý vị sẽ được nhận 300 đô mỗi tuần. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra, có một số quý vị nói như vậy là hiện nay cái tiền thất nghiệp của em nó trôi vào cái thời gian phía sau, mà cái thời gian này nó đi trước là thì sao? Thì câu trả lời là quý vị sẽ được, người ta gọi từ là hồi tố, tức là sẽ được tính ngược trở lại. Nhà quý vị không mất gì cả, vẫn được hưởng cái khoản tiền 300 đô cho những khoảng thời gian trước đó. À, xin nhắc lại một lần nữa, bắt đầu là từ ngày 25 tháng 7 và hiện nay cái thời gian nhận mà quý vị hỏi là bao nhiêu tuần thì trước mắt FIBA nói rằng FIBA sẽ cung cấp 3 tuần. Như vậy từ 25 tháng 7 cho tới 15 tháng 8 là 3 tuần đầu tiên. Thế thì sau đó thì sao? Sau đó thì FIBA sẽ coi con cái ngân quỹ của mình còn bao nhiêu tiền, có thể chi được nữa hay không. Và FIBA sẽ tiến hành chi tiền hàng tuần, chứ không có đưa một lần mấy tuần nữa. Thì tinh thần tới nay là, tới hiện nay thì là mình biết là như vậy. Rồi, có một số quý vị hỏi là nếu bây giờ FIBA hết tiền luôn thì sao? À, FIBA hết tiền thì dĩ nhiên cái khoản trợ cấp thất nghiệp mở rộng 300 này sẽ không còn nữa. Ngoại trừ một trường hợp là hiện nay Thượng viện đưa ra một cái gói nhỏ gọi là Kini Bill, có cái kích cỡ khoảng 500 tỷ đô và trong đó có nói rằng sẽ cung cấp cái khoảng 300 đô trợ cấp thất nghiệp mở rộng cho người lao động cho đến cuối tháng 12 của năm 2020, nghe nói là tới 27 tháng 12. À, như vậy thì nếu như quỹ FIBA hết mà cái gói Kini Bill này được thông qua thì chúng ta hoặc là những quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có khả năng tiếp tục nhận cái 300 đô này kéo dài đến cuối tháng 12 của năm 2020. Còn nếu như cái gói Kini Bill này không được dẹp thì coi như tiền cũng chấm dứt. Còn một trường hợp thứ ba nữa là nếu như Quốc hội thông qua cái gói cứu trợ hay gói kích thích mới mà trong đó có nói về cái khoản trợ cấp thất nghiệp thì chúng ta có khả năng tiếp tục được nhận cái khoản 300 đô này, hoặc có thể hơn. Và một cái điều mà quý vị cần nên biết là cái chương trình trợ cấp tiền lương bị mất LWA này, tức là cái khoản trợ cấp 300 đô từ FIBA này, nó sẽ kết thúc ngay nếu như cái gói cứu trợ được thông qua thì cái chương trình này nó cũng chấm dứt luôn. Và đó là những cái điểm mà quý vị cần phải nắm liên quan đến câu hỏi đầu tiên: cần làm gì để nhận 300 đến 400 đô, bao lâu và nhận được bao nhiêu tuần. Ví dụ quay lại vấn đề là cần phải làm gì, thì quý vị là những người hưởng trợ cấp thất nghiệp, quý vị vẫn phải tiếp tục khai báo LEM và certify với sở thất nghiệp như thường lệ. Ngoài ra quý vị không cần phải làm gì đó, thì quý vị sẽ tự động, nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị sẽ được tự động nhận được 300 đô hàng tuần. Câu trả lời này rất là rõ cho nhiều quý vị thắc mắc ha. Và quý vị không cần phải làm gì hết, nhưng cái nghĩa vụ của người nhận cái nghiệp là quý vị phải khai báo cái gì. Khi quý vị phát sinh bất cứ khoản tiền thu nhập nào, quý vị phải khai báo ngay và tiến hành LEM và certify, thường thường là 2 tuần một lần. Quý vị phải báo cáo cho sở thất nghiệp về cái tình trạng thất nghiệp của mình, thì quý vị vẫn làm như bình thường. Thế là quý vị sẽ có cái khoản tiền 300 đô một tuần, với điều kiện là quý vị thỏa mãn 2 cái điều kiện mà chúng tôi đã nói. Thứ nhất là bạn hoặc quý vị phải nghỉ việc vì đại dịch hoặc bị giảm giờ làm việc vì đại dịch. Thứ hai, quý vị sẽ có cái mức trợ cấp thất nghiệp tại tiểu bang ít nhất là 100 đô một tuần trở lên thì quý vị mới được nhận tiền. Còn nếu như cái mức trợ cấp thất nghiệp của quý vị, dù bất cứ quý vị đang ở trong cái chương trình thất nghiệp nào, mà dưới 100 đô thì quý vị sẽ không được tham gia một chương trình nhận 300 đô từ FIBA. Trả lời như vậy chắc là rất là rõ rồi phải không quý vị? Rồi, có một số quý vị hỏi, thì thật ra ở câu 1 chúng tôi có giải thích sơ qua rồi, nhưng mà có nhiều quý vị hỏi cụ thể luôn: tôi đang đi làm có được nhận 300 đô từ FIBA hay không? Thì câu trả lời thứ nhất, nếu bị làm full time
chắc chắn quý vị sẽ không được nhận. Mà quý vị đi làm full time thì quý vị nên xin ngưng trợ cấp thất nghiệp ngay và không tiến hành certify nữa nha. Rồi cái điều thứ hai là quý vị làm ít giờ ít lương thì sao? Thì quý vị nên nhớ là cái điều kiện nhận 300 phim mà họ nói là phải do ảnh hưởng của đại dịch. Nếu như quý vị làm ít giờ ít lương vì cái ảnh hưởng của đại dịch thì quý vị mới kết hợp với điều kiện là quý vị có cái WBA ít nhất là 100 đô thì quý vị vẫn được nhận cái 300 đô từ FEMA nha. À, quý vị chú ý như vậy. À, xin trả lời là một lần nữa, những quý vị đang đi làm có được nhận 300 đô FEMA không? Thì làm full time chắc chắn là không có. Bây giờ làm ít giờ ít lương thì sao? Ít giờ ít lương thì vẫn khả năng có, nếu như cái tiền trợ cấp thất nghiệp của quý vị hàng tuần tính ra vẫn ít nhất từ 100 trở lên thì quý vị được nhận. Nhưng nếu quý vị làm ít giờ ít lương hoặc thậm chí quý vị nghỉ việc mà không phải vì đại dịch COVID-19 thì quý vị không có cái tiền 300 đô này nha. Và cho nên quý vị phải nhớ cái yếu tố rất là quan trọng, đó là nghỉ việc vì đại dịch hay giảm giờ làm việc vì đại dịch thì quý vị mới được có khả năng được nhận 300 đô. Khi thỏa thêm cái điều kiện thứ hai là cái tiền trợ cấp thất nghiệp tính ra lúc đó quý vị còn ít nhất là 100 đô một tuần thì mới được. Đó là cái câu hỏi lớn thứ hai mà chúng tôi đã giải thích cùng quý vị. Mỗi câu hỏi lớn thứ ba mà rất là nhiều quý vị đang hỏi là có nhiều quý vị hỏi rằng là cái tình trạng của tiểu bang của quý vị hiện nay ra sao. À, nó nằm ở trong cái tiêu đề của video này, cái tiêu đề chính của video này đó là tiểu bang nào chưa đã và sẽ nhận 300 đô FEMA. Nói chung là chúng tôi có cái phần 2 trả lời cho câu hỏi số 3 này, đó là thống kê những tiểu bang nào chưa đã và sẽ nhận 300 đô FEMA. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu cái phần thứ hai. Thì cái thông tin để mà chúng tôi biết được tiểu bang nào chưa đã và sẽ nhận 300 đô FEMA là căn cứ từ cái trang web của FEMA, đồng thời căn cứ theo một cái trang web thứ hai này đó là unemploymentbua.com. à, chúng tôi lấy từ cái số liệu từ hai cái trang web này để mà chia sẻ cùng quý vị. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ nói về cái tình hình thống kê từng từng cái cụ thể từng tiểu bang một. Thứ nhất á, người ta nói về cái tiểu bang thứ nhất mà ở cái dòng trạng thái người ta đề là reapplication. À, những tiểu bang có dòng trạng thái reapplication thì những tiểu bang mà có cái trạng thái dòng trạng thái reapplication hiểu rằng là tiểu bang đã chính thức công bố quyết định của mình hoặc đang trong quá trình nộp đơn. Thì nó bao gồm có những tiểu bang như sau ha, bao gồm những tiểu bang như sau. Thứ nhất á, là tiểu bang Hawaii, cái ngày cập nhật là 26 tháng 8, tức là tiểu bang là đang trong tình trạng là đã công bố quyết định mình hoặc đang trong quá trình nộp đơn. Thì đầu tiên là Hawaii, và cái ngày cập nhật là ngày 26 tháng 8. Cái số tiền mà dự kiến sẽ cấp cho người trợ cấp thất nghiệp sau khi họ nhận tiền từ FEMA và được FEMA duyệt và nhận tiền luôn á là 300 đô. Tiểu bang thứ hai là tiểu bang Illinois, cập nhật ngày 25 tháng 8 và số tiền là 300 đô. Tôi nói đơn giản là 100 đô, tức là cái số tiền sẽ dự kiến sẽ cấp cho người trợ cấp thất nghiệp tại tiểu bang này ha, là 300 đô. Tiểu bang thứ ba là tiểu bang Nevada, thì ngày cập nhật ngày 25 tháng 8 và số tiền là 300 đô. Tiểu bang thứ tư là tiểu bang Oregon, cập nhật ngày 24 tháng 8 và số tiền được nhận là 300 đô. Tiểu bang thứ năm là tiểu bang Virginia, thì cái ngày cập nhật là ngày 19 tháng 8 và số tiền được nhận là 300 đô. Như vậy cái nhóm tiểu bang mà có dòng trạng thái reapplication, tức là những tiểu bang đã chính thức công bố quyết định của mình hoặc đang trong quá trình xét đơn, trong quá trình nộp đơn chứ, à, thì nó có 5 tiểu bang. À, nói nhanh nè, Hawaii, Illinois, Nevada, Oregon và Virginia. Đó là cái nhóm thứ nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Cái nhóm thứ hai là nó có chữ P, tức là những tiểu bang đã nhận được 300 đô của FEMA và cũng đã tiến hành thanh toán cho người lao động luôn rồi, thanh toán cho người nhận trợ cấp thất nghiệp luôn rồi. Thì đó có hiện nay có 2 tiểu bang là Arizona và Texas, là 2 tiểu bang đã trả cái 300 đô này cho hàng tuần cho người trợ cấp thất nghiệp tại tiểu bang của mình rồi. À, xin chúc mừng 2 tiểu bang này. Cái tiểu bang thứ 3 có dòng trạng thái là payment pending khá đông.
Thì Pennsylvania là gì? Là những tiểu bang là FEMA đã chấp thuận cấp 300 đô rồi, nhưng tiền hiện nay các tiểu bang chưa có phát cho người nhận trợ cấp thất nghiệp. Lý do chưa phát là họ phải update máy tính, update máy tính để mà sắp xếp rồi tiến hành chi trả. Đó, thì những cái tiểu bang mà nằm trong chính sách payment binding, xin nhắc lại payment binding tức là những tiểu bang đã được chấp thuận, được FEMA chấp thuận cho nhận 300 nhưng mà tiền vẫn chưa trả cho người thất nghiệp, gồm có những tiểu bang như sau. Chúng tôi sẽ đọc tên tiểu bang và số tiền dự kiến sẽ cấp cho người lao động nha. Thứ nhất là tiểu bang Alabama, 300 đô, update ngày 21 tháng 8. Tiểu bang thứ hai là Alaska, 300 đô, update ngày 23 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang Arkansas, 300 đô, update ngày 25 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang California, 300 đô, update ngày 21 tháng 8. Tiểu bang thứ 5 là tiểu bang Colorado, 300 đô, update ngày 16 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang Connecticut, 300 đô, ngày 24 tháng 8. Xin chúc mừng tiểu bang quý vị ở tiểu bang Connecticut, là các tiểu bang quý vị đã được FEMA chấp nhận 300 đô rồi ha. Lúc chưa, cách đây một ngày thì chưa có nằm trong danh sách này. Hiện nay thì Connecticut đã vào cái danh sách payment binding, tức là FEMA đã chấp thuận cấp 300 đô rồi nhưng mà tiền vẫn chưa được phát cho người lao động. Đó là tiểu bang Connecticut, 300 đô, update ngày 24 tháng 8. Tiểu bang tiếp theo nữa là tiểu bang Georgia, 300 đô, update ngày 23 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang Idaho, 300 đô, update ngày 19 tháng 8. Chúng tôi đọc chậm để quý vị nghe ha, nghe cho nó kịp. Tiểu bang tiếp theo nữa là tiểu bang Indiana, 300 đô, update ngày 21 tháng 8. Tiểu bang tiếp theo nữa là tiểu bang Iowa, 300 đô, update 15 tháng 8. Tiểu bang Kentucky, 400 đô, update ngày 21 tháng 8. Tiểu bang Louisiana, update ngày 16 tháng 8, 300 đô. Xin dừng lại chút xíu, quý vị chú ý cái tiểu bang Kentucky cấp tới 400 đô lần nha quý vị, tức là 300 đô thì FEMA và 100 đô là tiểu bang sẽ cho. Rồi, tiểu bang tiếp theo nữa là tiểu bang Maine, số tiền là 300 đô, update ngày 25 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang Maryland, 300 đô, update ngày 19 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang Massachusetts, 300 đô, update ngày 21 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang Michigan, 300 đô, update ngày 21 tháng 8. Xin nhắc lại, chúng tôi đang đọc danh sách những tiểu bang nằm trong nhóm payment binding, có nghĩa là FEMA đã chấp nhận cấp 300 nhưng tiền vẫn chưa được trả cho người lao động. Tiếp theo là tiểu bang Montana, 300 đô, update 18 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang New Hampshire, 300 đô, update ngày 24 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang Mexico, 300 đô. Tiếp theo là tiểu bang New York, 300 đô, update ngày 23 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang North Carolina, 300 đô, update ngày 21 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang Oklahoma, 300 đô, update ngày 18 tháng 8. Tiếp theo là tiểu bang Pennsylvania, 300 đô, update là ngày 24 tháng 8. Xin nhắc lại, đây là những tiểu bang nằm trong cái nhóm payment binding, tức là đã được FEMA đồng ý cấp nhận chấp 300 đô, nhưng mà tiền vẫn chưa trả cho người lao động. Tiếp theo là tiểu bang Rhode Island, 300 đô, update ngày 22 tháng 8. Quý vị có thể dòm trên màn hình, nếu quý vị không nghe kịp chúng tôi đọc ha. Tiểu bang Tennessee, 300 đô ngày 22 tháng 8. Tiểu bang Utah, 300 đô ngày 16 tháng 8. Tiểu bang Vermont, 300 đô ngày 22 tháng 8. Và cuối cùng là tiểu bang Washington, 300 đô ngày 24 tháng 8. Như vậy hiện nay có 30 tiểu bang nằm trong danh sách payment binding, tức là đã được FEMA chấp thuận cấp 300 đô nhưng tiền vẫn chưa trả cho người lao động. Lý do đơn giản nhất là do
cái gì là do cái hệ thống máy của những tiểu bang này chưa update xong thì họ chưa chi trả tiền. Nếu mà update xong thì quý sẽ gì sẽ được nhận tiền nhanh chóng thôi. Cái nhóm thứ tư có cái dòng chữ apply, tình trạng apply, tức là những tiểu bang đã nộp đơn đăng ký với FEMA, thì gồm có Delaware, Ohio, West Virginia và Wyoming. Đây là bốn cái tiểu bang đã nộp đơn cho FEMA. Cụ thể Delaware $300 ngày update 25 tháng 8, Ohio $300 update ngày 25 tháng 8, West Virginia $400 update ngày 19 tháng 8. Xin chúc mừng những quý vị Virginia, khi là các tiểu bang này đã nộp đơn cho FEMA, mà nếu được FEMA duyệt thì quý vị có khả năng được nhận tới $400 lần, thì $300 từ FEMA và tiểu bang sẽ cho thêm $100. Xin chúc mừng các cái quý vị ở West Virginia rồi sẽ được nhận $400 một tuần thôi. Tiểu bang Wyoming thì là $300 update ngày 23 tháng 8. Như vậy trong cái nhóm apply thì hiện nay có 4 tiểu bang, có thể nói nhanh là Delaware, Ohio, West Virginia và Wyoming. Tiểu bang thứ 5 có dòng chữ not pay là những tiểu bang vẫn chưa nộp đơn hoặc FEMA chưa thấp thuận cho tiểu bang nhận trợ cấp, gồm có British Columbia. Nhóm tiếp theo là cái nhóm có cái dòng trạng thái là not pay, gồm có những tiểu bang như là British Columbia, Kansas, Minnesota, Nebraska, North Dakota, South Carolina và Wisconsin. Thì đây là những tiểu bang có dòng not pay, tức là tiểu bang chưa nộp đơn hoặc FEMA chưa chấp thuận cho tiểu bang nhận trợ cấp. Nhưng mà quý vị yên tâm, theo chúng tôi nghĩ rồi những tiểu bang này cũng sẽ được FEMA duyệt thôi. Đó là tình trạng của tất cả các cái tiểu bang. Quý vị có thể dòm trên màn hình những cái hình minh họa từ cái danh sách thống kê các cái tiểu bang nào chưa đã sẽ nhận $300 FEMA từ FEMA, và chúng tôi trích từ cái trang web Unemployment VUA. Quý vị có thể dòm lướt qua. Ngoài ra quý vị còn có thể dòm xem một cái bản đồ ở trên màn hình nữa, những cái bản đồ mà quý vị thì thấy nó có những cái ký hiệu màu sắc khác nhau, thì cũng cho mình biết rằng là những cái tiểu bang nào đã được FEMA duyệt, những tiểu bang nào đã nộp đơn, vân vân. Thì cái cách trình bày của chúng tôi ở đây nó cũng khá rõ ràng đầy đủ rồi. Những cái hình minh họa này như là của danh sách của Unemployment PUA hoặc là cái bản đồ thì quý vị xem lướt thôi, chứ còn chúng tôi đã trình bày đầy đủ hết rồi. Kính thưa quý vị, cái video đã dài, xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị dành chút ít thời gian đăng ký. Nếu quý vị chưa đăng ký, tiến hành like, share để ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể quý vị và các bạn thật nhiều.